ví dụ sử dụng Bubble Box trong cái phần đăng ký môn học này, thì các bạn chọn trong toolbox sẵn cái Bubble Box này, kéo thả vào đây ha, rồi đặt tên cho nó, thì vào trong property này, vào trong property các bạn chọn là name, giống như là CMB khóa học. Chưa? Rồi, ngoài ra thì bây giờ mình sẽ kết buộc cái dữ liệu của nó. Kết buộc dữ liệu của nó thì nó giống hệt như là Dashboard thôi. Và đây các bạn sẽ thấy là làm khởi tạo. Data table của mình là khóa học là cái data table 1 đúng không? Thì các bạn vào cái đăng ký môn học lại, cho chọn cái này, rồi sau đó các bạn chọn là property, chọn này và select index chain, cũng có sự kiện giống như trên này.